Hello anh em, thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một cái khóa học phiên bản đặc biệt ở bên mình á. Thì cái khóa học nó là khóa học gì và nội dung của nó như thế nào? Thì đây mình sẽ review cho anh xem nhé. Thì đầu tiên đó là cái khóa học này á là nó không có liên quan đến hệ thống VIP member bên mình, đó là VIP member khóa 1.950.000 nhé. Và cái này là một cái phiên bản đặc biệt và là sự kết hợp giữa chatbot viral này, tiếp thị liên kết và Shopee. Thì cái khóa này hiện tại bây giờ mình đang để giá là 15 triệu dành cho các anh em nào nhanh tay chưa. Thì có thể là sau này cái video này khoảng vài tuần hoặc một tháng nữa anh em xem á, có thể giá nó sẽ tăng. Thế nhưng mà mình khẳng định với anh em đó là cái việc mà thu hồi vốn 15 triệu này á thì có thể hoàn thành trong vòng tầm 1 tuần nếu mà anh em setup tốt nhé. Tại vì đối với bản thân mình là kể cả đi học hay kinh doanh hay là cái gì chăng nữa nó cũng phải có lãi, đi học cũng là đầu tư và đầu tư thì bắt buộc nó phải có lãi rồi. Đây thì cái nội dung của nó thì như này, cái việc đầu tiên đó thì mình chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là kiếm tiền ở trên cái vào chatbot, cái thứ hai là affiliate marketing và cái thứ ba là bên Shopee. Đấy thì mình muốn đưa ra cả ba cái offer như thế cho các bạn, bởi vì để các bạn có được cái sự lựa chọn nào cho nó phù hợp đúng với lại cái hướng các bạn muốn đi và nó phù hợp với cái xuất phát điểm của các bạn. Xuất phát điểm tức là cái hiện tại các bạn đang có cái nguồn lực các bạn như nào và cái mức độ tài chính của các bạn đến đâu. Đấy, nó phù hợp với các bạn thì các bạn làm. Ok, thì ở trong này có 3 phần thì mình sẽ vào phần đầu tiên, đó phần vào chatbot. Thì trong này mình có một cái video đầu tiên đó, nói về cái việc mà đó là các bạn tư duy định hướng khi mà các bạn làm, về tư duy định hướng về sản phẩm này, về hướng đi này, về cái lợi nhuận, tính toán cái biên độ lợi nhuận của mình và cái hướng đi lâu dài như nào. Đấy, đây là cái đầu tiên là về cái tư duy định hướng. Cái thứ hai là cái việc mình hướng dẫn các bạn cách xây dựng một con chatbot viral làm sao cho nó đơn giản nhất, hiệu quả nhất và nó cái tỷ lệ chuyển đổi của nó cao nhất. Ok chưa? Và cái điều đặc biệt nhé, đặc biệt quan trọng đó là cái cách phát tán con chatbot này như thế nào. Thì chatbot viral thì tất cả mọi người đều biết rồi, anh em cũng đã rất nhiều anh em trong team của mình làm rồi, nhưng mà ở cái phiên bản đặc biệt này thì có một cái phần đặc biệt cho với cho cái phần vào chatbot, đó là cái cách phát tán cái vào chatbot này làm sao cho nó hiệu quả này và cái chi phí thấp nhất. Và mình nói luôn, chi phí thấp nhất này á đó là gần như là bằng không, các bạn không không có tốn quá nhiều tiền cho việc các bạn mua tài nguyên. Cái này không phải quảng cáo nha, quảng cáo đương nhiên mình sẽ giới thiệu nhưng mà cái này là một cái phần gọi là đặc biệt của bên mình. Và cái tiếp theo đó là cái làm sao để gia tăng lợi nhuận cho cái chatbot này như nào, gia tăng lợi nhuận gọi là tối đa nhất. Và mình khẳng định với mọi người trên thị trường bây giờ ấy, rất ít người biết đến phương pháp này. Hầu hết những người biết thì đều là học viên của mình hoặc là VIP member của bên mình, VIP member khóa Shopee 1.950.000 bên mình á. Ok, đấy là phần đầu tiên về vào chatbot. Đấy thì để bắt đầu vào tham gia cái chương trình vào chatbot bên mình ấy, tham gia cái đào tạo ấy, cái việc đầu tiên là các bạn phải có sản phẩm. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn về tư duy định hướng sản phẩm nhé. Các bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đấy. Cái việc thứ hai đó là các bạn phải có một chút nguồn lực về tài chính để các bạn xây dựng chatbot và mồi mồi cái chatbot ban đầu. Cái thứ ba nữa là các bạn phải có thực sự là các bạn phải dành thời gian cho nó. Chưa, các bạn thực sự phải dành thời gian cho nó. Tiếp theo, đấy là cái kiếm tiền affiliate marketing. Thì cái kiếm tiền affiliate marketing này á thì vẫn là như vậy thôi. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn một cái gọi là tư duy định hướng để làm như nào. Cái thứ hai là xây dựng một cái hệ thống automatic tự động. Và cái thứ ba là chi tiết cái cách làm như nào. Nếu mà mình cheat thì mình làm như nào, về hệ thống thì mình làm như nào. Đấy. Thì cái này mình đã có làm và ra kết quả, mình cũng đã show kết quả cho mọi người xem ở trên cái tường cá nhân của mình rồi. Thì trước là mình có một cái khóa học về cơ bản cho các bạn về cái định hướng và cái cơ bản giới thiệu các bạn về kiếm tiền affiliate. Khóa đấy chỉ có 275.000 thôi, tại vì mình muốn là phát triển cái này rất là mới, nhưng mà muốn phát triển cho mọi người tìm hiểu trước về cái này trước đã. Thì anh em nào mà
Muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể qua khóa học này, hoặc anh em nào mà muốn tìm hiểu trước xem nó như nào thì mọi người có thể tham gia cái khóa khóa học căn bản, đó là 275.000 thôi, thì các bạn sẽ có được cái căn bản để các bạn bắt tay các bạn làm được rồi. Các bạn muốn đi sâu hơn chi tiết về cách làm và gia tăng lợi nhuận nhiều hơn nữa thì các bạn có thể tham gia khóa này. Và cái tiếp theo là thứ ba, đó là về kiếm tiền bên Shopee. Vẫn là như vậy, vẫn cần, rất là cần tư duy và định hướng. Tiếp theo đó là xây dựng một cái hệ thống làm sao cho nó hoàn toàn gọi là tự động, giờ không có mình đấy vẫn làm được, mình thuê nhân viên là tự động. Và tiếp theo đó là mình tối ưu nhân bản, như làm sao để cho cái hệ thống này gia tăng cho mình cái lợi nhuận lớn nhất. Mình làm một team ok rồi thì làm team 2, team 3, team 4 như nào đấy. Và trong cái khóa học này thì bên mình hỗ trợ những cái gì? Cái việc đầu tiên và quan trọng nhất đó là mình hỗ trợ các bạn về hướng đi, cách làm chi tiết. Là bản thân mình sẽ support cho các bạn đến khi các bạn cảm thấy ok, em làm được rồi, em làm tốt rồi, và anh không cần hỗ trợ em nữa đâu, vậy là xong. Và lúc đó thì mình sẽ dừng lại và không cần hỗ trợ các bạn nữa. Và trong quá trình làm về chatbot, về affiliate marketing, cái gì Shopee mà có cái gì cập nhật mới, update mới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, cùng với các bạn để tiếp tục. Và một cái điều tiếp theo nữa đó là về tool và công cụ đấy. Thì tất cả tool và công cụ trong cái khóa học này á, mình sẽ hỗ trợ mọi người miễn phí. Nhất là một cái tool cực kỳ là quan trọng, đó là tool đặt đơn hàng Shopee tự động, chưa? Thì mình sẽ tặng cho mọi người miễn phí cái tool đấy. Hiện tại bên mình đang bán với giá 5 triệu, nhưng mình sẽ tặng mọi người miễn phí cái tool đấy, chưa? Đó là tool đặt đơn áo tự động để các bạn ứng dụng, các bạn làm ở trong này nhé, để gia tăng lợi nhuận tốt nhất cho các bạn, được chưa? Ngoài ra một số tool khác hỗ trợ tool khác để support, hỗ trợ các bạn trong việc làm thì mình cũng đều tặng các bạn miễn phí hết. Có hay có phải một cái khoản các bạn bị chi ra, đó là nếu các bạn muốn làm vào chatbot thì vào chatbot các bạn phải mua cái bản quyền của nó. Ví dụ mình đang dùng A2Chat là mua mất 1,2 triệu 3 tháng đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu nhé. Thì đây là cái duy nhất các bạn phải bỏ tiền ra thêm nữa. Ngoài ra thì một số các tài nguyên khác như là về tài khoản Shopee này kia thì bên mình có hỗ trợ các bạn với giá cả tốt nhất có thể nhé. Đấy là cái review chi tiết cái nội dung trong cái khóa học kiếm tiền cái phiên bản đặc biệt của mình. Đấy thì anh em nào mà cần, anh em nào mà đang thì muốn tìm một cái hướng đi nào đấy nó khác biệt một chút, tìm một hướng đi nào đấy nó mang tính gọi là kiếm tiền một cục. Đấy, kiếm tiền kiểu như là chen á, là mình kiếm chớp nhoáng được một cục đấy chẳng hạn đó, thì anh em có thể tham gia khóa học này. Đấy, còn lại cái việc mà những cái tốt tip của mình ở trong khóa học này á, mình cũng không khẳng định với các bạn là nó sẽ đi với các bạn 1 năm, 2 năm hay gì đấy, mình không khẳng định được. Thế nhưng mà mình sẽ support cho các bạn đến khi nào các bạn kiếm được khoản tiền, đó là gấp đôi khoản tiền các bạn bỏ ra học. Ok, đó là một khóa học có lãi, được chưa? Mình tính cơ bản là nếu mà để mà gấp đôi khóa này thì các bạn cần 30 triệu. 30 triệu chắc chỉ vài ngày thôi, hoặc là tầm căng lắm là 1 tuần. Ok. Nếu mà các bạn tập trung, các bạn làm cho đúng như là mình hướng dẫn, đúng như mình chỉ dẫn nhá. Ok, để anh em nào mà muốn tham gia khóa học này thì anh em liên hệ trực tiếp với mình đây, qua cái Facebook của mình. Đấy, cái Facebook của mình hiện tại thì cái Facebook này cũng được cả. Đây nha các bạn, qua Facebook này của mình này. Đây Facebook này, chưa? Ngoài ra thì mình cho các bạn xem thêm một cái tool đặt đơn ảo tự động, chứ nó làm như thế nào. Đây, nó làm như này nhá. Rồi, tự động đây, tốc độ bàn thờ luôn, rất là nhanh. Đấy, các bạn chỉ mất tầm 3-5 giây xong một đơn hàng rồi. Đấy. Ok, bye bye anh em. Thì anh em nào mà thực sự cần á, thì có thể liên hệ với mình nhé. Và cái kim chỉ nam của mình luôn luôn là nhanh và bí quyết thành công. Vậy nên là anh em nào mà mong muốn thì nhanh nhẹn đấy nha. Ok, bye bye anh em. Thì anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.